Mến chào quý vị khán giả, chúng ta đang được gặp nhau trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo. Và câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ có những cái điểm khác biệt. Và thậm chí là có nhiều người khi nghe qua thì có thể thấy là không hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chuyện gì cũng có lý do của nó. Hi, chào Thanh Vân. Chào cô ạ. Vâng, chào quý vị khán giả. Dạ, con mời rất cô ạ. Rất vui là lại gặp lại Thanh Vân. Dạ, con nghe nói là cặp đôi ngày hôm nay họ cũng có một quyết định khá là kỳ lạ cô. Dạ. Khác với số đông ạ. Hình như mỗi một chương trình chúng ta được gặp những cặp đôi thì đều có những cái đặc biệt. Đó là chính là cái hạnh phúc mà khi mình được hợp tác với chương trình. Dạ. Nên bây giờ thì xin mời cô Lý Thị Mai cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Trước tiên là qua đoạn clip ngay sau đây. Tôi và Như có quyết định là không sinh em bé để dành thời gian để chăm sóc hơn 300 chú chó mèo. Về việc ý định không sinh con là trước đây là tôi từng suy nghĩ tới, nhưng mà tôi không dám nói ra vì vẫn sợ chồng với lại gia đình hai bên không chấp nhận. Lúc đầu ba mẹ hai bên có lo lắng, nhưng mà sau khi hai chúng tôi thuyết phục thì ba mẹ đã ủng hộ và tôn trọng quyết định của hai chúng tôi. Một câu chuyện kỳ lạ đúng không ạ? Dạ. Và khác biệt. Để mà thuyết phục được gia đình hai bên không sinh con, nhất là trong cái xã hội truyền thống của phương Đông, không phải dễ đâu ạ. Dạ. Con thì con nghĩ rằng là đây là một cái quyết định thực sự là nó bước ngoặt luôn. Dạ. Mà lại gặp đúng một cái người suy nghĩ giống mình. Dạ vâng. Chứ còn đa phần thì nếu mà chỉ có một người, một người nghĩ như vậy thôi thì nó lại khác. Đây là cả hai người đều hai người đều có một cái gọi là cái mục tiêu chung. Vậy thì chắc là con xin phép cô cho con được ngồi đây nói chuyện với Uyên Như. Vâng. Còn cô sẽ vào trong để nói chuyện với Quốc Khánh nha. Vâng. Con chào cô ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Uyên Như. Chào em, mời Uyên Như ngồi. Rất là vui được gặp em ngày hôm nay. Chị hỏi Như chút là từ đâu mà em lại có cái tình yêu quá lớn với động vật như vậy? Một phần là do gia đình em từ nhỏ là đã thương chó mèo rồi. Sau này khi mà em biết tới trạm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Tham thì em mới tham gia vào và cảm thấy yêu thương tụi nhỏ nhiều hơn nữa. Em làm công việc này lâu chưa Như? Công việc này thì em đã bắt đầu hơn 7 năm rồi. Nhưng mà đây là công việc chính của em hay em vẫn còn những việc khác? Dạ không, em vẫn có công việc chính. Tức là em kinh doanh về pet shop, tức là bán thức ăn chó mèo. Và một cái nữa là em trang trí tiệc cưới nữa. Dạ. Còn công việc này là niềm mơ ước của em. Vì từ nhỏ là em đã nói với mẹ là em muốn có một căn nhà nuôi 1.000 con chó và 1.000 con mèo. Trời để có ơi. Thể là và hiện tại là chính xác là nhiêu rồi em? Dạ, hiện tại thì bên trạm em là có 356 bé. Không chỉ có chó mèo đâu, mà còn có thỏ, gà, vịt, rùa, cú rất là nhiều. Không, dạ em có một nhà ở quận 6 là em có để riêng là 60 bé, hơn 60 bé bên đó. Còn ở trạm thì em phải thuê thêm mấy bạn để có thể là hỗ trợ em trong việc là canh lúc không có em. Còn mỗi ngày thì em mỏi chạy qua, hai đứa chạy qua để mà lo cho tụi nhỏ vậy đó. Em có bạn bè không Như? Trước đây thì em có rất nhiều bạn. Nhưng mà khi mà em làm công việc này rồi thì em không thể đi chơi các bạn khác. Cũng như là ví dụ như đám cưới các bạn cũng không tham gia được. Thì hiện tại em chỉ có được lại là 6 người bạn thân với em là hiểu em và thương tụi nhỏ rất là nhiều. Chị thấy cuộc sống của em chắc là chỉ có xung quanh các bạn chó mèo thôi.
Dạ, thật chứ sự. Chứ gần như em không còn mối quan tâm nào khác. Dạ. Gần như là em chỉ có chó và mèo thôi, và gia đình em. Nhưng mà phần lớn có thể em nghĩ là em dành thời gian cho chó mèo nhiều nhất. Chị thấy rất là cảm mến, cảm phục mà cũng thấy rất là lạ kỳ. Tại vì thật sự ai mà có nuôi những vật nuôi trong nhà thì chúng ta sẽ thấy là có niềm vui, nhưng mà đôi khi cũng có những cái bất tiện. Dạ, những cái phiền toái mà nhiều khi những cái đó nó còn nhiều hơn là niềm vui nữa. Dạ. Cho nên là mọi người thường hay phải cân nhắc xem coi là mình có quyết định nuôi vật nuôi hay không. Dạ. Bởi vì đã nuôi rồi thì phải nuôi cho nó tận lòng. Dạ đúng rồi. Chứ còn nuôi mà mình không có hết lòng thì tội nữa. Dạ. Mà em không thấy phiền sao khi mà đông như vậy, đủ thứ hết trời, chị không hiểu là em sắp xếp ba đầu sáu tay kiểu gì lắm. Thật sự ra là thì nhiều khi em cũng cảm thấy phiền khi em đa tụi nhỏ hết mất. Nhưng mà em coi cái trạm em như là một trường mẫu giáo vậy, tức là sẽ có một cô hiền và một cô dữ. Lúc này em cũng phải nhẹ nhàng từ nhỏ hết, và em nhiều khi em vừa mới bước lên phòng là cái phòng giấy vệ sinh xé tan nát phòng, gọi là giống như là tuyết trắng luôn á. Trời ơi, tức lắm, không thể la được, mà em la thì tụi nhỏ tưởng em như hát ấy. Thế là em phải nhờ tới chồng em la tụi nhỏ. Thì ban đầu thì tụi nhỏ cũng quậy thiệt, nhưng mà khi mà có chồng em rồi tụi nhỏ ngoan lắm. Thế như có khi nào vì cũng vì mấy bé này mà cãi nhau không? Dạ nhiều lắm cô, thì gây lộn ngoài con. Con thì lúc trước thì chưa có tụi nhỏ thì con là được yêu thương. Bây giờ tụi con lại thua tụi nhỏ. Vậy đó cô. Xong rồi cách dạy nhiều lúc chia sẻ. Dạ. La tụi nhỏ xí cũng phải tự nhiên, xong rồi la lại con, mà rõ ràng đang hư không chịu, không cho con la, mà trong khi đó lại khen nó rồi, xong hai đứa gây lộn vậy đó cô. Giống như nuôi con vậy đó. Dạ đúng. Rồi giờ hỏi tiếp. Chị nói thiệt là chị cũng sợ chó. Dạ. Tại chị đã từng bị cắn, chị sợ lắm. Mấy con chó nhỏ nhỏ thì không sao. Dạ. Hay con mèo nhỏ nhỏ không sao. Nhưng mà mấy con chó to hay mấy con mèo mà nó dữ á, thì chị cũng quéo à. Chị không dám thiệt, mà chị thật sự là cũng không dám cho con tiếp xúc nhiều. Dạ. Vì không biết rằng là có những cái hiểm nguy rình rập hay không. Dạ. Mà sự thật là đã có những câu chuyện đau lòng xảy ra liên quan đến chuyện là vật nuôi cắn, thậm chí là cắn chủ luôn. Dạ. Thì em từng cứu một bé chó. Bé là chó cỏ nhưng mà hơn 30kg lận. Bé thuộc dạng rất là dữ. Thì bé từng cắn rất là nhiều, cắn trên tay chân em rất là nhiều. Và các bạn ở trạm cũng bị cắn. Em nghĩ là em thường được bé rồi thì em ngồi ôm bé. Nhưng mà do bé hoảng, bé cắn ngay cái phần mặt của em, thì rách nguyên miếng da và lủng sâu vào hàm trong. Chị đang nhìn thấy một cái vết sẹo đây. Cái vết sẹo này lúc đó thì bác sĩ báo với em là khả năng là sẽ hoại tử và sẽ bị vết lõm rất là sâu, vì nó sâu vào trong hàm luôn. Thì em đã phải mai 38 mũi. Lần đó bác sĩ hỏi em là em sẽ làm gì con chó đó. Em lúc đó em quả lắm mà em cũng không biết nói sao, mà em nói là thì em đâu biết làm gì, thì chỉ mình vẫn nuôi bé thôi. Quyết định nuôi tiếp, bây giờ cậu đã thuần hóa được chưa? Vẫn tính này, bé thì nó lúc mà cắn xong về bé cũng bị kiểu nó cũng biết lỗi cơ. Mà lúc đó không dám điện cho ba mẹ, sợ mẹ la. Phải khâu xong mới dám điện sao cho mẹ con? Dạ đúng rồi. Bé cũng biết buồn, bé nó bỏ ăn mấy bữa xong rồi Như qua nói là chị không sao đâu. Thì Như nói là con người cũng có lỗi thì con vật nó cũng có lỗi thôi, nên là mình sẵn sàng bỏ qua thôi. Em có nghĩ rằng là do em quá bao dung không? Và em tự hiểu rằng là bé chó nó nghĩ như vậy không? Chứ còn nó có thể nó không nghĩ được đến như thế. Em cũng không biết nữa, nhưng mà tự nhiên em cảm nhận được chị. Không biết tại sao với từng bé chó, bé mèo thì em lại cảm nhận được cái... Nhìn vào ánh mắt mấy bé em lại cảm nhận được một điều gì đó. Và em cảm thấy là tụi nhỏ thương mình thật sự. Ví dụ như trên đây thì tối thì mấy bé ngủ cùng em nguyên một giường, thì chồng em sẽ nằm sát mép giường, còn em sẽ nằm ở giữa và tụi nhỏ sẽ bao quanh từ đầu tới chân em luôn. Thì nhiều khi bé nào thương quá hoặc là nằm mơ sẽ cào chúng em. Anh cũng giận, anh cũng la dữ lắm, nhưng mà em thấy bình thường, em cũng ôm tụi nhỏ bình thường vậy đó. Nhiều khi em ôm tụi nhỏ còn nhiều hơn em ôm ông kia nữa. Dạ thật sự. Nhiều khi ảnh cũng hay kể khổ mọi người lắm. Ảnh nói là giống như là em thương tụi nhỏ nhiều hơn thương ảnh. Rồi giờ là quyết định quan trọng nè. Em suy nghĩ đến chuyện mình sẽ không có con để mà dành thời gian chăm sóc chó mèo là từ lúc nào? Từ nhỏ thì em cũng không suy nghĩ tới việc này. Nhưng mà cách đây 7 năm thì khi mà em tiếp quản trạm, em tiếp nhận cái bay Sài Gòn Times, thì cứ mỗi ngày em sẽ nhận được tin nhắn tầm 10 cho tới 20 tin là một số gia đình khi mà có con rồi họ sẽ bỏ chó bỏ mèo.
Vì chắc chắn là ai cũng sẽ nghĩ là sợ là con mình sẽ bị ảnh hưởng từ bé. Thì em bị stress, tức là em cảm giác là tự nhiên lúc đó em ghét con nít đó chị, là em cảm thấy là tại con nít mà lại làm cháu mèo bị bỏ đi. Nhưng mà sau này thì khi em nghĩ lại, thật sự đó không phải là lỗi của mấy bé, chỉ là do ba mẹ cũng thương mấy bé quá mà không dám cho tiếp cận. Nhưng em có nghĩ rằng là khi em có con thì cuộc đời em nó lại là một cái hạnh phúc khác mà không gì so sánh được không? Thật sự là em cũng không phải là ý định của em là vẫn muốn có con, nhưng mà em không, em sợ là khi mà nếu mà em sinh ra mà em không có thời gian cho đứa cha đứa con mình, hoặc là không có thời gian cho những đứa nhỏ của em, tình cảm mình sẽ san sẻ ra, thì tụi nhỏ có thể là sốc dữ lắm, mà đứa con em mình cũng có thể sốc rất là nhiều. Nên em nghĩ thôi thì em đừng nên có con sẽ tốt hơn. Nhưng mà em cũng từng nói với ảnh là nếu sau này mà có duyên á, em muốn nhận một đứa trẻ từ viện mồ côi hơn. Vì thật sự là những đứa trẻ đó cũng cần một người cha người mẹ. Em cũng sẽ không làm điều đó được nếu như em còn vướng bận với chó mèo như thế này. Dạ thật sự. Nên em nói là nếu như mà tới lúc nào đó mà em cảm thấy có được một cặp đôi giống như em và ảnh, có thể tiếp quản trạm, phụ giúp em một phần nào đó, thì em có thể là giảm bớt một phần tình cảm của mình dành cho đứa trẻ sẽ dễ hơn. Cái việc là tự nhiên bây giờ em phải bỏ đi tụi nhỏ để mà mình chọn đứa trẻ thì thật sự là khó quá. Em có nghĩ rằng là em vẫn có thể sinh con và vẫn có thể tiếp tục yêu chó mèo không? Bởi vì gia đình em cũng yêu chó mèo và em vẫn xuất hiện trên cuộc đời này. Dạ thật sự ba mẹ em cũng nói hoài thôi thì sinh con đi rồi ba mẹ chăm cho. Mà em nghĩ là em muốn là trong cuộc đời đứa con mình phải có cha mẹ của chúng chứ không phải là có ông. Như vậy mà từ chối việc xuất hiện thêm một con người tốt đẹp nữa cho cuộc đời này thì nó vẫn có những cái chưa công bằng lắm. Em hiểu ý chị nói không? Lúc mà em lên thì khi mà nhiều bạn phỏng vấn em cũng nói ý định của em mà em không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà có nhiều bạn, em đọc cái comment em rất là buồn luôn. Họ tấn công em hả? Họ bình luận rất là nhiều. Tức là nói là chắc là vợ chồng em vô sinh nên chọn nuôi chó mèo. Nhưng mà thật sự là không phải. Rồi một phần họ nói là em bất hiếu với cha mẹ. Thật sự là em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà được cái là cha mẹ em hiểu. Nhiều khi em không dám đọc luôn á. Nhưng mà có những bạn gửi cho em thì em cũng tò mò. Cái tính tò mò của em dễ hại em. Thì em vô em đọc xong em ngồi em khóc với ảnh vậy đó. Thì ảnh cũng la em, ảnh nói là em đừng suy nghĩ nhiều hết, nghĩa là mình cuộc sống của mình vui thôi.
trước cưới là mình đã chuẩn bị tâm lý cho mẹ rồi. Coi như là mình vẫn còn có một cái gọi là cái giữ vững cái suy nghĩ này không? Dạ đúng rồi, con giữ vững. Dạ, ba mẹ hai bên cũng đồng ý. Lúc đầu mẹ Như cũng hơi cũng lo y chang mẹ con. Đã lo là tại vì mốt lỡ sau này hai đứa lớn tuổi rồi sao không? Chị nghĩ là cũng một phần do em nhạy cảm quá thôi. Và chị cũng muốn nói điều này không phải là xoa dịu em đâu, nhưng mà sự thật là người ta sẽ cảm thấy rất là bất ngờ, và thậm chí người ta không chấp nhận cái suy nghĩ đó của em. Thì em cũng phải cảm thông cho họ. Bởi vì khi em có một đứa con hay vài đứa con đó, cuộc đời em hạnh phúc khủng khiếp. Cái đó là sự thật. Chị nói thật. Em hiểu. Nó hạnh phúc khủng khiếp. Cho nên là khi mà người ta thấy ai từ chối điều đó thì tự nhiên người ta không chịu. Đúng rồi. Bản thân chị cũng vậy. Chị cũng muốn em có con. Chị cũng muốn em có gia đình vui vẻ giống như chị. Và mọi người cũng sẽ như thế. Cho nên là cái phản ứng đó nó cũng sẽ là thuận với tự nhiên thôi. Chỉ có điều là nếu mà em đã chọn cái lý tưởng như vậy á, thì em phải cứng rắn lên. Nếu mà em đã xác định điều đó làm cho em vui nhất thì em cứ sống cuộc đời của em. Tuy nhiên biết đâu một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại. Em nghĩ là em may mắn á. Tức là may mắn khi mà làm con của ba mẹ em và làm con dâu của ba mẹ ảnh, và có ảnh hiểu cho em. Là ảnh cùng suy nghĩ thôi. Ảnh sợ em sẽ buồn, sẽ khóc. Đặc biệt là ảnh sợ em đau. Chỉ cần em đau một chút nhẹ thôi là ảnh bắt đầu là ảnh vính lên à. Ảnh nói là lỡ mà em vô phòng sinh chắc chắc anh chịu không nổi. Trời đất ơi, em bị cắn em khâu 38 mũi. Dạ. Em còn chịu được. Lần đó mà em vô phòng cấp cứu thì ảnh ở ngoài, ảnh biệt danh của em là sư tử. Ảnh gọi em là sư tử và ảnh là ông lão. Thì ảnh gọi với vô sư tử rồi cố lên nha, có anh ở đây rồi. Mà ảnh ngồi mà ảnh rung, ảnh nói ảnh rung thật sự ngồi khóc không à. Mà mấy cô y tá ngồi cũng cười luôn á. Thấy em đau vậy thì thấy xót thiệt. Nhưng mà tự nhiên nghe chữ sư tử thì tự nhiên cười. Và nói thôi không sao đâu sư tử, không sao đâu, sắp xong rồi. Em cảm thấy là ảnh thương mình thật sự. Bây giờ chưa có nói đến chuyện có con. Nhưng mà chị thì cũng hy vọng là em sẽ cân đối về thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ em và cho bản thân em. Thật sự thì dạo gần đây thì em may mắn là có thêm được rất là nhiều bạn tình nguyện viên cùng hỗ trợ với em. Trong năm nay thì em đã dành được thời gian cho ba mẹ của mình nhiều hơn. Vì thật sự trước đây khi mà kêu là em ngồi chơi với ba mẹ là không có, không thể nào, không có thời gian, không còn để mà em lo được nữa. Cứ sáng em dọn dẹp lo cho tụi nhỏ xong rồi em lại phải đi làm, rồi lại chạy qua bên Tràm Bình Chánh lo. Và cứ chiều đi làm rồi lại về dọn tiếp bên Bình Sáu, là không có lúc nào mà ngồi nói chuyện với ba mẹ được. Với lại em có thời gian để mà em luyện tập cơ thể, giúp cho cơ thể mình á. Trước đây thì em nặng tới 83kg lận. Thì cũng lúc đó em rất là yếu, em không làm được gì, em ngồi chơi tụi nhỏ không à. Trong sau này khi mà mình cảm thấy là nếu mà mình sức khỏe mình như vậy thì không thể nào mà lo cho tụi nhỏ lâu dài. Nên em dành thời gian ra 1 tiếng, 2 tiếng ngồi để có thể là tập cho sức khỏe mình tốt hơn. Và giảm cân lại để có thể là lo cho tụi nhỏ. Vậy là em giảm nhiều lắm, giảm mấy chục ký? Em giảm 35kg trong vòng 4 tháng. Wow, trời ơi một thành tích. Lần đó thì em chụp hình cưới xong, bộ ảnh cưới của em là bộ ảnh chụp cùng tụi nhỏ. Tại vì em nghĩ là tụi nhỏ là một phần của đời em mà. Làm sao mà lọt hết vô khung hình được? Rất là dễ chị. Tức là không biết sao mấy bé cứ ôm, thích ôm em vậy đó. Em chỉ cần ngồi xuống là tụi nhỏ sẽ bu tất cả. Nhưng mà không được có ảnh chưa? có ảnh thì tụi nhỏ sẽ không bu nhiều chị. Tức là em nói là ảnh sẽ đóng vai ác quỷ. Thì tức là sẽ ít bé bu ảnh lắm. Chỉ bé nào mà lâu năm rồi thì mới bu ảnh thôi. Còn thiên thần như em thì rất là nhiều bé bu. Trời ơi, lạ vậy. Rồi thôi bây giờ thì chị sẽ mời Quốc Khánh ra đây ha. Để chúng ta cùng nói chuyện ở phần cuối cùng. Xin chào hai bạn. Chào Quốc Khánh. Dạ em chào chị. Nãy giờ đó là trong đó tâm sự cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng đồng đều hết. Chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ hai bên trước khi quen nhau đó thì chuẩn bị tâm lý hết rồi. Cho nên là cuối cùng là cái việc mà quyết định không sinh con cũng được ủng hộ. Tuy nhiên thì có một cái ấm ức á, là chàng trai Quốc Khánh ấm ức là bởi vì từ khi mà lấy nhau về đó, ở chung nhà đó, thì như Quốc Khánh không có được quan tâm nhiều bằng mấy bé. Đúng không ạ? Đây là cái cách gọi của Quốc Khánh. Tức là cái tình yêu nó bị san sẻ. Rồi cái ấm ức thứ hai thì phải dạy bảo các bé. Nhưng mà tối ngày bị la. Ấm ức quá giờ phải bộc lộ ra. Tức là khi mà ảnh mà muốn dạy từ nhỏ cô thì tụi con thường là sẽ dùng một cái ghế báo con quấn lại thành một cây. Thì khi mà đánh xuống sàn vậy thì nghe tiếng bập bập, mấy bé nghe rất là rõ. Nhưng mà nhiều bé hơi nhõng nhẽo ở chỗ là chưa làm gì hết đã la làng rồi. Mà em ở xa em nghe mấy bé la làng thì xót.
thế là con sẽ la ảnh. Dạ, đó ấm ức đó là mình dạy bảo mà vợ la mình. Thế thì hôm nay chồng bộc bạch cái điều ấm ức như vậy thì như thế làm sao? Thì thật sự là con thấy đúng thiệt. Vì tối ngủ thì cái giường của tụi con thì anh sẽ nằm ngoài rìa. Dạ, còn con thì nằm ở đây thì tất cả từ đầu tới chân con là đều là tất cả các bé chó mèo kế bên từ đầu trên và cái cổ cũng là chó mèo luôn. Nhiều khi ảnh muốn hung cái hay muốn ôm cái cũng khó lắm cô, thật sự. Con là từ lúc mà nằm giường là con bắt đầu là con nằm như là con nằm ngửa vậy con, chứ con không nằm để tốn diện tích, tốn đỡ tốn nhưng diện tích. Nhưng mà ảnh có nói con là cái quy định đó là trước mặt tụi nhỏ là anh phải là trên hết, phải thương anh chứ không được để cho tụi nhỏ coi thường anh. Đó thì lúc nào con cũng phải nhẹ nhàng và từ tốn với ảnh nhiều hơn. Thì nhiều khi hai đứa cũng ngồi trên xe cô, thì hai đứa cũng nói chuyện tâm sự với nhau. Con cũng cố gắng là mình sẽ nói chuyện với ảnh nhiều hơn thay vì là chỉ nói chuyện với tụi nhỏ thôi. Nhưng mà khó, thật sự rất là khó luôn. Ủa mà nói nghe nè, tính cho con ghế bố quá cậu. chị nghĩ là tụi nhỏ nó vẫn có thể tự ngủ được. Em không hiểu nữa. Tức là em nằm đó, không phải là tụi nhỏ cần em, như nãy em nói là em cần tụi nhỏ ấy. Và Vân vẫn mong, thật sự vẫn mong. Biết là nó không có thay đổi được suy nghĩ của các bạn, nhưng mà vẫn mong một ngày nào đó biết đâu các bạn nghĩ lại và các bạn sẽ thấy rằng là các bạn vẫn có thể có những đứa con, gia đình các bạn vẫn vui vẻ trọn vẹn và các bạn vẫn dành được tình yêu cho chó mèo. Chuyện đó nó không phải là không được đâu, chỉ có là nó sẽ bằng một cách khác thôi. Cô có đề nghị với lại các bạn, tức là bây giờ mình suy nghĩ như thế này, nhưng đến một cái lúc nào đó tự nhiên thôi thì mình vẫn có thể có một cái quỹ thời gian nhất định. Bởi vì giờ y học tiến bộ lắm, đến 40 tuổi các bạn xanh vẫn được, vẫn bình an, vẫn gì hết. Cho nên mình vẫn phải giữ sức khỏe. Và đến một lúc nào đó tự nhiên mình có một cái ước muốn chính đáng thì tất cả mọi người đều ủng hộ các bạn, đều chúc phúc cho các bạn thôi. Cô đồng ý với lại chị Thanh Vân là tôn trọng cái giá trị của các bạn. Nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu một ngày nào đó mà các bạn có một cháu bé để mà mình thực sự mình cũng cưng nựng, mà cả gia đình mình biết đâu chừng sau này lại là truyền nhân ấy, là con cái. Có nhiều bạn cũng lại đi chăm bình luận cho em cái như thế vậy. Hệ đó. Tại sao là hai em không chịu thêm một đứa con để khi nào hai em mất đi rồi đứa con nó sẽ lo cho các bé chó mèo tiếp tục. Em cũng suy nghĩ câu nói đó rất là nhiều, nhưng mà con sợ nó không thương chó. Con thích. Tại vì Vân biết không, Quốc Khánh có nói một cái điều thế này, tức là không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ với hai bạn để chăm sóc chó mèo đâu. Có những người đến chơi đó, thì hai vợ chồng phải lo dọn dẹp đẹp đẽ để cho người ta tới chơi. Thì chơi không thôi, mà chơi không còn chưa yên nữa. Còn những người mà tới giúp thì không có kỹ năng. Bởi vì muốn giúp phải biết tâm, biết tính, biết nghĩa là đủ mọi thứ để mình lại gần được, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên cái việc mà cái sẹo này nó xảy ra khi mà chưa đám cưới. Đúng không ạ? Con biết rất yêu, rất xót. Yêu lắm. Cho nên là mặc dù như vậy nhưng vẫn quyết tâm đến hôn nhân và vẫn nắm tay nhau cho đến lúc này. Thế thì những cái gì mà trong cái chương trình hôm nay chị Vân mong ước, cô Mai mong ước và góp ý thì các bạn về cứ suy nghĩ. Và đừng sợ. Tại vì có những điều mình sợ mình cũng không tránh được hết đâu. Cuộc đời mà. Đừng sợ rằng khi mình có con rồi mình sẽ không lo được cho chó mèo. Cũng đừng sợ rằng con mình sẽ không yêu chó mèo. Đừng sợ, do mình muốn nè. Hiện tại là cái mà các bạn đang lựa chọn thì các bạn cứ sống với nó. Cũng còn trẻ mà, không sao. Với cái sự gọi là một cái sự ủng hộ của gia đình tuyệt vời, Khánh có một anh trai sanh hai cô con gái, tức là ông bà nội có hai cháu gái mà cũng không áp lực gì hết. Tới hồi mà tới Khánh lập gia đình nói là con không có sinh con thì bố mẹ cũng không có. Thật sự là con vô gia đình ảnh rồi thì con mới cảm nhận được. Tại trước đây khi mà con chưa đám cưới á, con sợ lắm. Con nghe nhiều bạn mà về gia đình chồng là bị thế này bị thế nọ, con sợ thật sự không dám cưới luôn á. Con quen nhau 13 năm mới cưới. Xong rồi khi mà con về gia đình chồng rồi, con mới hiểu là ba mẹ ảnh rất là thương con. Và rất là hiểu cho con dâu của mình. Nhiều khi con về mà ba mẹ ảnh không cho con đụng vô món nào để làm việc luôn á. Cứ thích là lo cho con vậy thôi à. Nên con cảm thấy vui lắm. Như vậy rõ ràng là bạn đang hài lòng với hạnh phúc của mình. Và phải biết ơn cha mẹ, những người đã hợp tác và tác hợp cho các bạn, và đồng thời ủng hộ cái dự án của các bạn. Nhưng mà một không gian riêng, điều đó là điều cần phải làm ngay và luôn. Để thực hiện được ha. Cảm ơn hai bạn vì đã đến đây ngày hôm nay.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.